Thủ tướng Hy Lạp từ chức để dọn đường cho cuộc bầu cử sớm tin từ Athens, Hy Lạp. Một viên chức chính phủ Hy Lạp vào ngày hôm nay 20 tháng 8 cho hay, Thủ tướng Alexis Tsipras đã từ chức để dọn đường cho việc tổ chức cuộc bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 9 tới, tức trước một tháng, với hy vọng dập tắt sự chống đối bùng phát trong nội bộ đảng Syriza cánh tả của ông và lôi kéo thêm sự ủng hộ đối với chương trình giải cứu. Quyết định của ông Tsipras được đưa ra sau 7 tháng biến động vì tình hình bất ổn chính trị kể từ ngày Hy Lạp yêu cầu được viện trợ theo chương trình giải cứu thứ ba của các chủ nợ ngoại quốc. Cuộc bầu cử sớm có vẻ sẽ cho phép ông Tsipras phô trương thanh thế với cử tri Hy Lạp trước khi bắt tay thực hiện các biện pháp khắc khổ đầy khó khăn để đổi lấy viện trợ. Dư luận cho rằng cuộc bầu cử sớm có thể cũng sẽ cho phép ông này nắm lấy quyền lực ở một vị trí mạnh hơn mà không còn gặp sự phản kháng nào trong đảng cánh tả Syriza cực đoan. Trái phiếu thời hạn 2 năm của chính phủ Hy Lạp giảm 78 điểm, tức là mất giá 12.15%, trong khi chứng khoán xuống chậm hơn, chỉ mất giá khoảng 3.5%. Lãnh tụ của đảng cánh tả, ông Tsipras, sẽ hợp với các cố vấn và đọc diễn văn trên đài truyền hình Hy Lạp lúc 8 giờ tối giờ địa phương.